Thầy sẽ lưu lại cái bài giảng để chúng ta có thể xem lại. Chúng ta bắt đầu sang cái nội dung mới, chương 4, đó là chương dao động điện từ. Về cơ bản thì chương này nó không phải là một cái chương khó. Tuy nhiên, cái kiến thức nền của nó là chương dao động cơ. Như vậy thì chúng ta sẽ tiếp cận cái nội dung chương này theo cái cách mà chúng ta đã học về về dao động cơ. Theo cách mà ta học về dao động cơ nha các em. Mạch dao động đầu tiên ở bài này chúng ta sẽ có hai cái đơn vị kiến thức. Đơn vị kiến thức thứ nhất đó là giới thiệu sơ lược về mạch dao động LC. Đơn vị kiến thức thứ hai là chúng ta sẽ khảo sát về về mạch dao động LC. Đầu tiên thầy sẽ giới thiệu các em về mạch dao động LC. Thế thì mạch dao động LC nó sẽ có cấu tạo như thế nào? Các em có thể nhìn vào hình vẽ ở trên bảng. Một cái mạch gồm hai cái đối tượng thứ nhất đó là tụ điện. Đối tượng thứ hai là cuộn cảm. Một cái mạch kính mà gồm hai đối tượng như thế này á thì người ta gọi nó là một cái mạch dao động. Bởi vì cái mạch dao động này gồm hai phần tử đó là cuộn cảm L và tụ điện có điện dung là C nên người ta gọi nó là mạch dao động LC. Định nghĩa đại khái đơn giản thì nghĩ rằng chúng ta có thể nắm bắt được. Một cái mạch kính mà gồm hai phần tử, thứ nhất tụ điện và thứ hai là cuộn cảm, một cái mạch như vậy người ta gọi nó là một cái mạch dao động LC. Thế thì ở đây nó có một cái cụm từ là dao động, mạch dao động LC thì nó dao động là dao động như thế nào và cái cách mà người ta làm nó dao động ra sao? Thầy sẽ hướng dẫn các em qua một cái thí nghiệm minh họa chúng ta có thể xem như sau. Tuy nhiên trong thực tế các cái mạch của chúng ta không bao giờ là mạch dao động cả. Nó chỉ là những cái mạch dao động tách dần thôi. Để có được sự dao động lý tưởng trong mạch thì nó bắt buộc rằng mạch của chúng ta có điện trở xem như bằng không và mạch lúc này người ta gọi nó là mạch dao động lý tưởng. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em làm thế nào để chúng ta tạo được một cái dao động trong một cái mạch. Ở đây các em sẽ nhìn vào góc trái bên màn hình, chúng ta sẽ có một cái sơ đồ mạch điện. Thì thầy sẽ nhờ bạn Phong nào hãy kể tên xem là ở trong sơ đồ mạch điện này chúng ta có những cái phần tử nào. Thưa thầy, là có tụ điện, Tụ điện. xuất điện đặng như L, tụ cảm này, Tụ điện xuất cuộn điện cảm động, này. xuất điện động đâu phải là một cái phần tử đâu. Xuất điện động nó là một cái đại lượng vật lý mà. Như vậy bạn Phong đã liệt kê được là chúng ta có tụ điện, chúng ta có cuộn cảm, chúng ta có xuất điện động. Lưu ý ở đây cái từ xuất điện động là chúng ta dùng chưa đúng. Đáng lẽ cái phần tử đó chúng ta gọi nó là gì? Thầy mời Quân nào. Điện áp đấy thầy. Điện áp gì nữa? Cái phần tử này người ta gọi nó là nguồn. Đó là nguồn không đổi. Mình đã học ở lớp 11. Thì về cơ bản ở trong mạch chúng ta nó sẽ có một cái nguồn không đổi này, có một tụ điện này, có một cái cuộn cảm này và chúng ta không quên chúng ta có một cái khóa K nữa. Đây là khóa K hai chiều. Thế thì hãy đọc cho thầy xem các cái phần tử này nó có những cái thông số gắn liền là gì. Thầy mời Hoàng nào. Các thông số cho từng phần tử này là gì? Là đọc cái ký hiệu ấy thầy. Các cái thông số của nó, ví dụ nguồn nó có xuất điện động là bao nhiêu? Rồi là 2 2 2V. vôn. Còn ở tụ điện nó có dung dung kháng là 1 microfarad. Rồi còn cuộn cảm là nó có là 1 Henry. Ở đây trong cái phát biểu của Hoàng nó chưa chính xác này. Tụ điện của ta thì đâu phải là dung kháng đâu. Tụ điện ở đây nó có điện dung mà còn dung kháng của mình là đơn vị là ôm. Tụ điện của ta sẽ có điện dung ký hiệu là C đấy, là 1 microfarad. Còn cuộn cảm của ta sẽ có độ tiêu cảm L bằng 1 Henry. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ kích thích làm xuất hiện dao động trong mạch này. Hãy để ý chúng ta vẫn chưa hiểu dao động trong mạch này nó hình thành như thế nào á, và chúng ta sẽ bây giờ chúng ta xây dựng này. Bây giờ các em hãy để ý cho thầy. Ở đây thầy sẽ dùng chuột, các em thấy con chuột trên màn hình chưa nào? Thầy sẽ nhấn chuột vào cái khóa K.
Sau khi thầy nhấn chuột vào đây thì khóa K của chúng ta nó sẽ lật sang bên trái. Hãy quan sát hiện tượng. Thì nhờ bạn Phong nào hãy quan sát kỹ, khi thầy đóng khóa K sang bên trái thì hiện tượng gì xảy ra? Mời Phong nào. Tại sao rồi? Không nghe rõ câu trả lời câu hỏi à? Thầy, cái màu đỏ là C này. Rồi, từ bình tĩnh nào, quay lại để xem lại một lần nữa này. Ban đầu khóa K của chúng ta đã nằm bên phải. Thầy đóng khóa K thì khóa K chúng ta sẽ đóng bên trái. Ở đây người ta hiển thị cho chúng ta một đồ thị của các đại lượng như sau. Thứ nhất là volt. Nó chính là hiệu điện thế giữa hai đầu của tụ điện. Current là dòng. Đây là dòng điện chạy trong mạch, chạy qua cuộn cảm. Charge là điện tích, đây là điện tích của tụ. Được chưa nào? Bây giờ thầy đóng khóa K này, Phong hãy cho thầy biết trước khi đóng khóa K và sau khi đóng khóa K có sự khác biệt nào trên các thông số. Xem lại một lần nữa. Đây là trước khi đóng khóa K này. Thầy đóng khóa K. Mời Phong. Thưa thầy, trước khi đóng là các phần tử nó đều bằng không, còn sau khi đóng là Sau đóng thì sao? điện tích như tụ điện vuông này. Điện tích với tụ điện vuông là sao? Rồi rồi, rồi thì nhờ Cường nào. Dạ thì thôi là khi đóng khi khô ca thì cái dòng điện nó sẽ bắt đầu chờ tích điện trong cái tụ điện thì sẽ sau khi đóng khô ca thì các cái phần tử nó bắt đầu hoạt động thì tụ điện nó sẽ phóng điện qua lại trong cái nguồn này. Phóng điện qua lại lúc nào? Trời, trời, Linh nào. Đóng khóa K và trước trước và sau đóng khóa K nó có gì khác không Linh? Thưa thầy là trước khi đóng là ba cái đều bằng không, còn sau khi đóng là cái tụ điện và cái điện trong là nó sẽ tăng lên này. Ở đây hãy để ý thầy này, trước khi ta đóng khóa K thì các cái thông số em hãy nhìn cái thầy này. Điện tích trên tụ bằng không, cường độ dòng điện trong mạch bằng không, hiệu điện thế trên tụ bằng không. Chúng ta đóng khóa K, chúng ta nhận thấy rằng cái hình ảnh này đó là cái tụ của chúng ta, cái bảng ở trên người ta ký hiệu là dấu cộng, bảng dưới người ta ký hiệu là dấu trừ, nghĩa là khi chúng ta gạt khóa K sang bên trái, nguồn nó sẽ tích điện cho tụ. Khi đó trên tụ nó sẽ có các điện tích và điện tích ở đây chúng ta nhận thấy này, cái đồ thị phân đỏ này nó tương ứng là 2 milicoulomb. Được tích điện rồi thì giữa hai cái bảng tụ của chúng ta nó sẽ hình thành một cái hiệu điện thế. Hiệu điện thế này có giá trị là 2V. Giá trị 2V này đúng bằng suất điện động của nguồn. Tuy nhiên hãy để ý cho thầy, cái cuộn cảm của chúng ta đang ở cái nhánh mà cái phần đang bị hở mà, nên nó vẫn chưa có dòng điện chạy qua nó. Trong trường hợp này người ta nói là người ta đang tích điện cho tụ. Em rõ thuật ngữ này như nào? Chúng ta đang tích điện cho tụ. Đóng khóa K sang bên trái, cái tụ chúng ta từ không tích điện trở nên tích điện, từ không có hiệu điện thế trở nên có hiệu điện thế. Bây giờ hãy để ý thật kỹ, thầy sẽ gạt công tắc sang bên phải, gạt không công tắc sang bên phải. Thì lúc này cái nguồn của chúng ta đã bị loại ra khỏi cái mạch này rồi, bởi vì đã nằm ở bên nhánh mạch hở mà.
cái mạch của ta bây giờ nó chỉ còn là một cái tụ điện mạch kín với cuộn cảm. Cái hệ như thế này á, lúc nãy chúng ta đã định nghĩa là mạch dao động. Hãy để ý xem lúc này trong mạch các thông số nó như thế nào. Hãy để ý xem các thông số như thế nào. Rồi, thầy mời Quân nào nhận xét xem khi ta đóng khóa K sang bên phải thì các thông số trong mạch như thế nào. Lên xuống điều hòa Lên xuống điều hòa. này, sóng giống như sóng, giống sóng này. Rồi, thầy mời Linh nào nhận xét của em xem. Thưa thầy là dao động như hình sin thầy. Lúc này khi ta đóng khóa K sang bên phải thì tụ điện của ta sẽ bắt đầu phóng điện qua cuộn cảm. Do đó chúng ta nhận thấy rằng ở cái đồ thị màu xanh ở bên góc bên bên trái bên phải này, chỗ con chuột này các em, dòng điện chạy qua cuộn cảm nó có dạng là một cái dao động hình sin. Tương tự như thế, điện tích Q ở trên bảng tụ của ta nó cũng biến thiên điều hòa hình sin. Hiệu điện thế giữa hai đầu của tụ điện của ta nó cũng biến thiên điều hòa hình sin. Và trong tình huống này người ta nói mạch này, trong mạch có dao động điện từ, trong mạch có dao động điện từ. Và đây chính là cái lý do người ta gọi cái mạch này là mạch dao động LC. Em rõ chưa nào? Đó là lý do người ta gọi cái mạch này là mạch dao động LC. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta xem lại một lần nữa để chúng ta rõ hơn. Lưu ý, thầy nhắc lại này, cái mạch của chúng ta nó gồm hai phần tử tụ điện mạch kính với cuộn cảm. Cái mạch này người ta gọi là mạch LC và tên đầy đủ của nó là mạch dao động LC. Thế thì vì sao người ta gọi nó là mạch dao động LC? Thầy đã minh chứng bên này rồi. Ở đây thầy có một cái mạch gồm 3 phần tử chính. Thứ nhất là nguồn có xúc động là 2V. Thứ hai là tụ điện có điện dung có điện dung là 1 microfarad. Thứ ba là cuộn cảm có độ tự cảm là 1 Henry. Ban đầu thầy sẽ đóng khóa K sang bên trái. Việc này nó sẽ làm cho tụ được tích điện. Hãy để ý bây giờ bảng trên của tụ tích điện dương, bảng dưới của tụ tích điện âm. Người ta đã ký hiệu dấu cộng ở phía trên và dấu trừ bên dưới, em thấy rõ chưa nào? Đây, zoom rõ lên. Bây giờ thầy sẽ tiến hành, thầy sẽ làm gì đây? Gạt khóa K sang bên phải. Lúc này tụ được mạch kính với cuộn cảm. Trong đó bây giờ nguồn của chúng ta đã bị loại ra bên ngoài rồi, bởi vì nó nhanh, nó nằm ở cái nhánh mạch hở. Thế thì lúc này trong mạch của chúng ta nhận thấy rằng là dòng điện chạy qua mạch có dạng là một hàm sin theo thời gian. Điện tích trên tụ nó cũng dạng, nó cũng có dạng một hàm sin theo thời gian. Hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện nó cũng dạng là một hình sin theo thời gian. Do đó cái mạch này người ta gọi nó là mạch dao động điện từ. Các mày để ý hãy để cho thầy ngay chỗ con trỏ chuột này, hãy để xem là cái tụ điện của ta, cái sự tích điện trên các bảng nó như thế nào. Sự tích điện trên các bảng của tụ điện nó như thế nào nè. Thầy mời Cường, em có thấy để ý không? Là sao em chưa hiểu cái câu hỏi rồi. Hãy để ý dấu của các cái điện tích ở trên cái bảng tụ này, em thấy như thế nào? Thật nó đổi chiều liên tục rồi. À, nó đổi chiều liên tục, có nghĩa là cứ nửa chu kỳ trên, nửa chu kỳ thì ở cái bảng ở trên tích điện dương, bảng dưới tích điện âm, và nửa chu kỳ sau nó là làm gì đây? Đổi ngược lại. Hãy nhìn sang cuộn cảm, hãy xem để xem là cái chiều của dòng điện chạy qua cuộn cảm như thế nào đây Cường. Em thấy dấu mũi tên này không? Thời nó cũng thay đổi luôn phiên rồi. Nó sẽ đổi chiều liên tục. Đó là lý do tại sao người ta nói đây là mạch dao động LC. Hãy nhớ kỹ, mạch dao động LC. Bây giờ chúng ta sẽ dừng lại và chúng ta sẽ chuyển sang nghiên cứu lý thuyết về cái mạch này. Bằng lý thuyết mà chúng ta đã xây dựng, để đơn giản chúng ta gọi Q là điện tích của tụ điện. Bởi vì kết quả mà chúng ta vừa xem được, chúng ta nhận thấy rằng Q của chúng ta nó biến thiên điều hòa theo thời gian mà. Vậy Q của chúng ta sẽ có dạng tổng quát là Q bằng Q0 nhân cho cos của omega.
T cộng cho phi. Được chưa nào? Thế thì về mặt ý nghĩa thì ta sẽ nhận thấy rằng Q0 ý nghĩa của nó là gì? Thầy Mê Linh. Nếu Q là điện tích thì Q0 ý nghĩa của nó là gì dựa vào sự tương tự của dao động điều hòa? Linh đâu rồi? Đây thầy. Đi đâu rồi không trả lời? Điện cực đại điện tích thầy. Dựa vào sự tương tự dao động điều hòa đấy, nếu Q là điện tích thì Q nó sẽ là điện tích cực đại trên tủ. À. Được chưa? Dạ. Điện tích cực đại trên tủ. Omega nó là tần số gốc của dao động. Trong tình huống này, lý thuyết đã chứng minh được omega của chúng ta nó có biểu thức là 1 trên căn bậc 2 của LC. Bạn nào có thấy cái biểu thức này quen không? Nó là omega của cái mạch nào đấy? Nó là omega của hiện tượng nào đấy Phong nhờ? Cộng hưởng. Đây chính là omega của hiện tượng cộng hưởng. Mặt khác từ phương trình của Q thì chúng ta sẽ tìm được cái phương trình của Y. Chúng ta có định nghĩa Y thì bằng dQ chia dt. Về mặt toán học, cái thương số này có nghĩa là đạo hàm của Q. Thì Q của chúng ta có biểu thức như thế này thì chúng ta sẽ đạo hàm nó sẽ bằng gì nào? Đầu tiên Q0 là hàm số chúng ta ghi lại. Chúng ta sẽ đạo hàm cái hàm số cos này đi. Cos mà chúng ta đạo hàm, chúng ta sẽ thu được là trừ trừ sin omega t cộng cho phi. Bởi vì hàm số này là hàm số hợp, sau khi chúng ta đạo hàm cos xong, chúng ta phải đạo hàm cái hàm số nằm ở bên trong cos, tức là cái hàm số omega t cộng phi. Chúng ta đạo hàm nó, chúng ta còn được là omega. Thế thì để đơn giản, chúng ta sẽ đặt y không bằng q không nhân omega. Thì cái phương trình bây giờ y của chúng ta nó trở thành là y không sin thay đổi về cos thì thầy sẽ cộng ở bên trong pha của nó một góc là pi trên 2. Như vậy, cường độ dòng điện chạy trong một cái mạch dao động sẽ có phương trình là y bằng y không cos omega t cộng phi cộng cho pi trên 2. Em sẽ có nhận xét gì về pha của cường độ dòng điện so với điện tích trên tụ điện đây không? Thôi là nó vuông. Nó vuông pha rồi. Nó vuông pha. Rồi, qua này kiểm tra xem có đúng không nào. Ở đây chúng ta có điện tích. Và bên này thì chúng ta sẽ có dòng điện. Điện tích này, bên này là dòng điện này. Chúng ta thử kiểm tra xem điều này có đúng không. Ta hãy dừng lại một cái thời điểm bất kỳ để chúng ta dễ nhìn. Em để ý này, tại thời điểm này reset lại cho nó dễ nhìn này. Rồi, em để ý thầy này, tại cái thời điểm mà chúng ta có T của mình nó bằng cỡ 0,4 giây, cái dòng điện của chúng ta đang ở giá trị cực đại, thì ngược lại cái điện tích của chúng ta đang có giá trị là bao nhiêu đây em? Bằng 0. Điều này là cơ sở để chúng ta khẳng định rằng là Q với cả Y nó vuông pha với nhau. Nhưng mà chúng ta nên nhớ chính xác đó là Y của chúng ta nó sớm pha hơn Q một góc là pi trên 2. Được chưa nào? Như vậy ở đây điện tích Q của một bàn tụ điện ở trong mạch nó biến thiên điều hòa theo thời gian và Y sớm pha hơn Q một góc là pi trên 2. Ý số 3, ý này thì trong sách giáo khoa người ta không đề cập, tuy nhiên thầy đưa vào để chúng ta dễ hình dung. Nếu ta gọi U là hiệu điện thế giữa hai bản của tụ thì lúc này chúng ta sẽ có biểu thức này, thầy gõ nhầm thì các em, U chúng ta sẽ bằng Q chia cho C. Biểu thức U bằng Q chia C các em học ở lớp nào các em nhờ? Linh nhớ không?
Lớp 11 này. Đúng rồi, lớp 1 chúng ta có điện tích trên bảng trụ là Q nó sẽ bằng C nhân cho U. Như vậy là UC của chúng ta nó sẽ bằng Q chia cho C. Và thì ở đây để đơn giản chúng ta sẽ đặt U0 bằng Q0 chia cho C. Thì lúc này cái phương trình của U của chúng ta sẽ có dạng là U bằng U0 nhân cos của omega t cộng cho phi. Từ đây chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng là điện tích trên tụ điện với chiều điện thế giữa hai bảng của tụ điện nó cùng pha với nhau. Tóm còn lại những điều mà chúng ta vừa trình bày trên thì người ta gọi sự biến thiên điều hòa theo thời gian của Q và Y trong một cái mạch, người ta gọi nó là dao động điện từ tự do. Cho em sang phần 3 lớn. Năng lượng của mạch dao động. Năng lượng của mạch dao động thì nó sẽ có hai phần. Nó sẽ có hai phần. Đó là năng lượng từ trường ở trong cuộn cảm và năng lượng điện trường ở trong tụ điện. Bạn nào còn nhớ công thức tính năng lượng từ trường không không nào? Cường. Năng lượng từ trường biểu thức của nó là gì? Em quên mất rồi. Năng lượng từ trường biểu thức của nó là 1 phần 2 L Y bình. Đây. Còn năng lượng điện trường biểu thức của nó là 1 phần 2 C U bình. Khi có dòng điện chạy trong một cái mạch dao động LC thì trong mạch nó sẽ có năng lượng. Năng lượng của nó sẽ chia thành hai phần, một cái phần là dự trữ ở trong cuộn cảm. Phần còn lại là dự trữ ở trong tụ điện. Cái phần năng lượng dự trữ ở trong cuộn cảm á, thì người ta gọi nó là năng lượng từ trường. Còn cái phần năng lượng mà dự trữ ở trong tụ điện á, thì người ta gọi nó là năng lượng điện trường. Và tổng năng lượng từ trường với năng lượng điện trường người ta gọi là năng lượng của mạch dao động. Hai cái dạng năng lượng này nó sẽ tương ứng với hai cái dạng năng lượng nào mà mình học ở dao động cơ các em nhờ? Nhân. Hai cái dạng năng lượng này thì sẽ tương ứng với hai dạng năng lượng nào mình học ở dao động cơ? Khi mà học dao Gọi là thế năng và động năng thôi. Đúng rồi, mình học dao động cơ thì mình cũng sẽ có là năng lượng dao động, nó sẽ có là động năng và thế năng. Thì ở mình học dao động điện từ chúng ta cũng sẽ có hai cái năng lượng, đó là năng lượng từ trường và năng lượng điện trường. Tổng hai dạng năng lượng này ta gọi nó là năng lượng của mạch dao động. Một cách tương tự như phần dao động cơ thì năng lượng dao động nó là đại lượng, nó không đổi theo thời gian. Được chưa nào? Thế thì ở đây các một vài bạn sẽ cảm thấy rằng là chúng ta sẽ khó nhớ khi chúng ta tiếp thu một cái đơn vị kiến thức mới nó như thế này, thì làm thế nào để chúng ta có thể nhớ được lâu hơn? Một trong những cách đơn giản nhất là gì, là chúng ta sẽ dựa vào sự tương tự. Ở đây ta sẽ liệt kê cho các em một sự tương tự, chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là dễ nhớ này. Đây, chúng ta sẽ có sự tương tự như dao động cơ và dao động điện từ, phần hai hai lớn. Ở dao động cơ thì chúng ta sẽ có ly độ, vận tốc, thế năng, động năng. Dao động cơ chúng ta có ly độ x, thì cái đại lượng tương ứng của chúng ta bên dao động điện từ nó là Q. Và thì chúng ta có những cái kết quả nào mà liên quan tới x ở phần dao động cơ, em có thể liên hệ sang phần này. Trong dao động cơ, vận tốc v của chúng ta được định nghĩa là đạo hàm của x theo thời gian. Thì ở bên dao động điện chúng ta có Y được định nghĩa là đạo hàm của Q theo thời gian. Khá là tương tự. Thế năng trong dao động cơ là 1 phần 2 K X bình. À, anh này là X bình nha. Thì bên này chúng ta sẽ có cái đại lượng tương ứng với X sẽ là gì các em? Là Q, và nó chính là năng lượng của điện trường của tụ. 1 phần 2 Q bình chia C hoặc là bằng 1 phần 2 C U bình. Động năng là 1 phần 2 MV bình. Ở đây nó có V này, thì bên này nó sẽ tương ứng là Y. Cái dạng năng lượng liên quan tới Y là 1 phần 2 L Y bình. Được chưa nào? Như vậy ta đã giới thiệu cho các em hai cái điểm lý thuyết ở bài này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta vận dụng. Ở đây chúng ta có một cái giảng đồ về sự tương tự, các em có thể xem. Ví dụ một,
Mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Để chu kỳ dao động của mạch tăng lên 2 lần, ta cần phải làm gì? Rồi, bây giờ thầy sẽ mời lần lượt, thầy mời Quảng nào. Để chu kỳ của mạch dao động tăng lên 2 lần, chúng ta sẽ làm gì? Không quản đâu rồi. Rồi, thầy mời Linh. Các em khác có thể comment đáp án nào. Câu B rồi. Câu B. Lúc nãy chúng ta có một cách tương tự các em. Chúng ta có tần số gốc của dao động điều hòa omega sẽ bằng 1 trên căn bậc 2 của LC. Như vậy chu kỳ của chúng ta có T thì bằng 2 pi chia omega. Tức là bằng 2 pi nhân căn bậc 2 của LC. Ở đây chúng ta có L là không đổi. Nhưng mà để chu kỳ của chúng ta mà tăng lên 2 lần thì chúng ta phải cho C của chúng ta tăng lên mấy lần game? 4 lần. Được chưa nào? Tương tự thôi. Ví dụ số 2, một bài thi trong đề cao đẳng 2010, khá lâu rồi. Mạch dao động lý tưởng gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L là không đổi. Tụ điện có điện dung C là thay đổi được. Khi C bằng C1 thì tần số dao động riêng của mạch bằng 60 kHz. Khi C bằng C2 thì tần số dao động riêng của mạch là 80 kHz. Nếu C bằng C1 nhân C2 trên C1 cộng C2 thì tần số dao động riêng của mạch bằng bao nhiêu? Câu này đến bạn Linh rồi. Mày Linh chuẩn bị, các bạn khác cũng comment nè. Thứ hai là chọn câu A này. Rồi, Linh làm thế nào để được câu A? Thứ hai là ta có tần số F. F là bằng 1 phần 2B nhân căn 1 phần L nhân C này. F thì bằng omega. 1 phần 2B nhân cho căn 1 phần L nhân C là bằng... Dạ. Là bằng 1 phần F bình này. Bằng 1 phần F bình là sao? Không phải là C, C sẽ tương đương là 1 phần F bình này. À, ý của bạn Linh là thế này này. Tức là ý của bạn Linh là C nó sẽ tỷ lệ nghịch với F bình đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sao nữa? Mà ta có C là bằng C1 nhân C2 trên C1 cộng C2. Thì... 1 phần C sẽ bằng 1 phần C1 cộng cho 1 phần C2 thì suy ra đúng rồi, chính xác. F bình sẽ bằng F bình 1 F bình sẽ bằng F1 bình cộng cho F2 bình. Từ đó suy ra được F bình là bằng 10.000 thì F là bằng 100 này. Rồi, rất là tốt. Ở đáp án này thấy bạn Linh sẽ giải quyết vấn đề rất là tốt rồi. Đến nay ta thay số vào. Chúng
chúng ta dùng cái phương pháp này là phương pháp tỷ lệ, nó sẽ khá là nhanh. Hết bình. Thay vào đúng không nào? Chúng ta sẽ có F của chúng ta là chúng ta cần tìm như nào? Anh này là mình cần tìm này. Bên này chúng ta sẽ có là 60 bình cộng cho 80 bình. Từ đây chúng ta suy ra F bằng. Rồi, bấm tính xem. Chúng ta thu được là 100 kHz. Ở đây chúng ta có thể thay vào và chúng ta biến đổi, chúng ta rút gọn. Tuy nhiên cái cách ở bên này, cách mà chúng ta làm nhanh nhất là chúng ta sẽ tỷ lệ hóa nó. Đầu tiên là chúng ta phải viết ra được cái biểu thức của tần số đã. Tần số được định nghĩa bằng omega chia 2pi. Mà omega thì bằng 1 trên căn bậc 2 LC. Vậy chúng ta có biểu thức tần số là biểu thức này. Mặt khác, mặt này có N là không đổi. Nên từ đây N là hằng số này, 2pi cũng là hằng số. Nên từ đây chúng ta suy được ngay đó là F của chúng ta nó tỷ lệ thuận với 1 trên căn bậc 2 của C. Từ đó chúng ta suy được là C nó sẽ tỷ lệ với 1 trên F bình. Theo giải thuyết bài toán C bằng C1 cộng C, nhân C, C2 trên C1 cộng C2. Nếu bạn nào mà để ý thì thật ra đó chính là 1 trên C bằng 1 trên C1 cộng cho 1 trên C2. Thật ra đây là trường hợp mà chúng ta ghép hai tủ nối tiếp với nhau, các em ạ. Nhưng mà chỗ nào có 1 trên C, chỗ nào có C thì chúng ta sẽ chỉ việc thay bằng F bình thôi. Cái này thầy viết nhầm rồi đúng không nào? Ở đây chúng ta hay F bình nó tỷ lệ với 1 trên C. Nhưng mà chỗ nào có 1 trên C thì chúng ta sẽ thay bằng F bình. F bình nó sẽ bằng F1 bình cộng cho F2 bình. Chúng ta thế xuống đây. F nó sẽ bằng căn bậc 2 của 60 bình cộng 80 bình. Như vậy F chúng ta sẽ bằng 100 kHz. Đấy, các em đã rõ bài này chưa nào? Phong rõ chưa? Rõ rồi. May quá, tưởng còn tưởng đi ngủ rồi chứ. Rồi, tiếp tục. Thầy mời bạn. Rồi, chỉ tới bạn nào đây? Ly. Hoàn thành thay ví dụ số 3 nào. Mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L là không đổi. Tụ điện có điện dung C là thay đổi được. Khi C bằng C1 thì tần số dao động riêng của mạch bằng 60 Hz. Khi C mà bằng C2 thì tần số dao động riêng của mạch là 80 Hz. Nếu C bằng C1 cộng C2 thì tần số dao động riêng của mạch bằng bao nhiêu? Bạn biết cái nói nha Ly. Comment thầy không thấy. Bằng Quân được B rồi. Dũng được B. Nhân B. Các bạn chơi Ly. Ly chạy đâu rồi? Rồi, Nhân hỗ trợ bạn nào? Nhân sẽ làm thế nào đây? Từ từ là cái C bằng C1 cộng C2 là vì C nó tỷ lệ nghịch với 1 trên F bình. Nên là C là bằng 1 trên F bình. Nó sẽ bằng 1 trên F1 bình cộng 1 trên F2 bình. Đúng rồi.
Ừ, thế số cho thầy. Chúng ta sẽ Một đi từ lần đầu. 60 bình. Chúng ta sẽ đi từ đầu để cho các bạn dễ theo dõi. Đầu tiên là chúng ta có F thì bằng 1 trên 2π nhân căn bậc 2 của LC. Đấy, Ly phải viết được cái biểu thức này ra nha Ly. Từ đây chúng ta lại nhận xét này. 2π là hành số, L cũng là hành số rồi. Như vậy có phải là F của chúng ta nó tỷ lệ với 1 trên căn C đúng chưa? Được chưa Ly? Bình phương hai vế lên. Bình phương hai vế lên thì có phải là F bình của chúng ta nó tỷ lệ với 1 trên C đúng chưa nào? Hay chúng ta có C nó sẽ tỷ lệ với 1 trên F bình. Ly biến đổi được đến bước này cho Ly. Bây giờ chúng ta vận dụng cho bài toán này. Có phải là đề bài cho chúng ta C thì bằng C1 cộng cho C2. Theo tính chất tỷ lệ thì bây giờ chỗ nào có C? Em chỉ việc thay bằng 1 trên F bình. Như vậy C thì chúng ta thay bằng 1 trên F bình này. C1 thì chúng ta thay bằng 1 trên F1 bình. C2 thì chúng ta thay bằng 1 trên F2 bình. Đến đây em có thể thay số vào. Xích son và chúng ta thu được kết quả là F sẽ bằng 48 kHz. Bởi vì các số liệu 80 và 60 là kHz nên đáp án chúng ta vẫn để là kHz. Được chưa Ly? Ví dụ 4. Gọi A, VM lần lượt là biên độ và vận tốc cực đại của chất điểm dao động điều hòa. Y0 và Q0 và Y0 lần lượt là điện tích cực đại trên một bản tụ và cường độ dòng điện cực đại chạy trong mạch dao động LC. Biểu thức VA nó sẽ có cùng đơn vị với biểu thức nào? Rồi, ta mời Hoàng nào. Nên để hôm xưa là xóa các cái key là chọn gì đi. Hoàng chạy đâu rồi? Dạ, thứ hai là bây giờ mình viết cái VM trên A là bằng omega Hoàng A. viết Omega A của M trên cho A tức là Hoàng viết là VM là trên cho A nó sẽ bằng là omega A trên A đúng không Hoàng? Đúng chưa? Thì đang nó bằng omega. Thì mình tìm xem cái cặp mà thương A số. thực tại là nó là quy rồi. Thì mình tìm xem cái cặp thương số nào nó sẽ cái cặp nào nó sẽ ra được cái omega. Đó chính là cặp Y0 chia cho Q0 đúng không? Bởi vì Y0 của mình đó chính bằng Q0 nhân omega mà. Thì chúng ta thấy là đáp án C. Hoặc là chúng ta có thể tiếp cận theo cái cách mà chúng ta sự tương tự giữa giữa dao động cơ với dao động điều hòa. Theo cái sự tương tự này á thì có phải lúc nãy thầy đã hướng dẫn các em chưa? Đó là x thì nó sẽ tương ứng với q, v thì nó sẽ tương ứng với y. Mà chúng ta biết rằng x cực đại thì nó chính là a, mà q cực đại thì nó chính là q không, v cực đại thì nó chính là v max, mà y cực đại nó chính là y không. Như vậy nếu chúng ta lấy v max mà chúng ta chia cho a thì nó chính bằng tương đương với Y0 chia cho Q0. Đấy, ta rõ chưa? Ví dụ số 5.
một bài tập ở trong đề thi quốc gia 2010, tức là đã khá lâu rồi. Xét hai mạch dao động điện từ lý tưởng. Chu kỳ dao động riêng của mạch thứ nhất là T1. Chu kỳ dao động riêng của mạch thứ hai là T2, trong đó T2 thì là bằng 2 lần T1. T2 bằng 2 lần T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bảng của tụ điện có độ lớn cực đại là Q0. Sau đó mỗi tụ điện phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bảng của tụ điện đều có độ lớn bằng Q thì tỷ số giữa cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là bao nhiêu? Tức là người ta hỏi Y1 mà chia cho Y2 thì bằng bao nhiêu? Rồi, câu này thầy sẽ mời bạn các bạn khác đều nhép nha. Lúc này thứ ai rồi? Nhân đúng không? À, Phong. Tắt mic đi Hoàng. Em hãy để ý, hãy liên tưởng đến sự tương tự giữa dao động cơ và dao động điện từ. Bạn chưa Phong? Cường có vẻ chưa? Qua rồi. Thì nhanh vậy. Hai rồi. Bạn D, bạn bạn nhân được câu D đúng không? Phong chọn A không? Đúng không Phong? Hay là Thái chọn A? Dạ có ba nè. Rồi làm thế nào? Dạ thưa thầy là ta có Y1 là bằng omega. Y1 bằng omega. Omega. Giao nhau căn của Q ông bình trừ cho Q bình. Trừ Q bình. Đáng lẽ omega này phải omega 1 chứ phải không Phong? Dạ đúng đúng rồi thầy. Nhưng mà dừng lại một chút, có thể là các bạn thấy không rõ, Phong có thể giải thích thêm là từ đâu mà Phong có được biểu thức đó không? Từ đâu mà Phong có được biểu thức số 1? Lên mạng rồi. Thôi làm theo cách năng lượng ấy thôi. Cương. Em làm theo cách dựa theo cái năng lượng của hạt cát làm. Được thôi, nhưng mà chúng ta đang đi theo cái lối của bạn bạn Phong này, giải thích giùm bạn Phong xem từ đâu Phong có biểu thức số 1 á. Phong cái đó em chịu rồi, em biết có rồi. Phong có trai Google xong rồi hỏi nó có nó tech mic luôn rồi. Quân. Cứ làm lọc thời gian thôi. Làm lọc thời gian không? Cụ thể thế nào chúng ta phải đi tường minh đây để các bạn rõ chứ.
chúng ta có Dạ, thứ ba là cho y quy nó vuông phải y quy chia gì? cho y. Dạ, đấy chúng ta sẽ có Có thể thức quy là y chia cho y không bình cộng cho y chia cho quy không cộng cho quy chia cho quy không tất cả bình bằng một. đúng rồi, nhưng mà từ đây thì chúng ta mới có được là y của mình á, chúng ta chuyển sang bên kia nó sẽ bằng là y không chia cho căn bậc 2 của 1 trừ quy chia quy không tất cả bình. Bạn 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 Phong, bạn sẽ rút cái quy không ra bên ngoài, quy không bình ra bên ngoài á, thì chúng ta sẽ có bên ngoài dấu căn nó sẽ có là y không chia quy không, nó chính là omega, nhưng mà bên trong chúng ta còn là quy không bình trừ cho quy bình. Bạn áp dụng cho cái mạch số 1, đáng lẽ chỗ này nó phải là lá căn này thì nó phải là cộng trừ, bởi vì người ta hỏi độ lớn nên hỏi là tuyệt đối thôi. Áp dụng cho mạch số 1 thì bạn có biểu thức y1 nó sẽ bằng omega 1 căn bậc 2 của quy không bình trừ quy bình. Tương tự với mạch số 2 thì bạn sẽ có là y2 tuyệt đối nó sẽ bằng là omega 2 nhân cho quy không bình trừ cho quy bình. Đây là biểu thức số 2. Lưu ý rằng là ở trong bài toán này người ta cho chúng ta hai cái mạch này nó đều có cùng quy không cả. Đáng lẽ biểu thức số 1 nó phải là quy không 1, biểu thức số 2 nó phải là quy không 2. Biểu thức số 1 nó là quy 1, biểu thức số 2 nó là quy 2, nhưng mà người ta cho nó cùng quy luôn nên ta đưa vào. Thế thì lập từ 1 và 2 chúng ta lập tỷ số, chúng ta lấy 1 mà chúng ta chia cho 2 thì rõ ràng bây giờ nó chỉ còn là omega 1 chia cho omega 2. Mà omega của chúng ta thì nó lại nghịch đảo với so với t, nhưng mà nếu ta lấy omega 1 mà ta chia cho omega 2 thì nó chính là t2 chia cho t1. Mà t2 mà chia cho t1 đây nó sẽ bằng bằng 2. Chúng ta chọn đáp án là A. Hãy rõ cho game comment nào, không biết người ta hỏi. Rõ chưa? Hòn. Nhân rõ chưa? Nhân làm thế nào được D đấy? Nhân làm thế nào để lộn ngược ra D vậy nhờ? Ví dụ xấu. Một mạch dao động RC lý tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm là 50 mH và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện là I bằng 0,12 cos 2000 T. Ở thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa cường độ dòng điện hiệu dụng thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ bằng bao nhiêu? Câu này là sẽ mời bạn Quân. Ở thời điểm tức là hỏi cái giá trị tức thời đấy, mà cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa cường độ dòng điện hiệu dụng thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng bao nhiêu?
chưa? Đâu rồi? Câu D này. Rồi, làm thế nào được câu D? Tiên là mình tính cái U0 này trước thầy. Mình dựa vào công thức 1 phần 2 LI0 bình bằng 1 phần 2 CU0 bình. À, đầu tiên là bạn sẽ tính là cái U0 trước. Sau đó làm gì tiếp theo? U0 mình áp dụng cái hệ thức không gian. Đúng rồi. Như vậy bạn làm gì sau? Bạn nhận thấy một điều đó là U thì nó sẽ vu pha với Y. U là điện áp trên hai đầu của tụ điện nha các em. Nó vu pha với Y. Lúc nãy chúng ta đã để ý này. Trong cái mạch dao động LC á thì Q của chúng ta thì nó vu pha với Y. Mạch khác Q thì lại cùng pha với U. Nên chúng ta nhận thấy ngay đó là U với Y nó cũng sẽ vuông pha với nhau. Mà đã là vuông pha thì chúng ta sẽ có hệ thức là gì? Y chia cho cái giá trị cực đại của nó bình phương cộng cho U chia cho cái giá trị cực đại của nó bình phương bằng 1. Ở thời điểm mà cường độ dòng điện bằng một nửa giá trị hiệu dụng của nó thì rõ ràng cái số hạng thứ nhất này chúng ta đã biết rồi. Và để tìm U lúc đó chúng ta chỉ cần biết U0 nữa mà thôi. U0 thì làm thế nào để chúng ta tính? Nó sẽ có rất nhiều cách. Một trong những cách đơn giản là chúng ta áp dụng sự bảo toàn năng lượng ở trong mạch dao động. Đó là gì? Chúng ta sẽ có 1 phần 2 C nhân cho U0 bình. Thì nó sẽ bằng là 1 phần 2 L nhân cho Y0 bình. Y0 đề bài cho chúng ta là 0,12. Vậy thì L đề bài đã cho rồi. Chúng ta còn thiếu C nữa. C thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta có omega thì bằng 1 trên LC. Omega bình thì bằng 1 trên LC. Như vậy từ đây chúng ta sẽ có C thì nó sẽ bằng 1 trên L nhân cho omega bình. Thay vào chúng ta đơn giản đi 1 phần 2 đi. C thì chúng ta thay bằng là 1 trên cho L omega bình nhân U0 bình bằng L Y0 bình. Từ đây thầy sẽ có là U0 bình nó sẽ bằng L bình nhân omega bình nhân cho Y0 bình. Thật ra chúng ta có thể thầy cố tình viết như thế này để chúng ta nhận thấy một điều rằng là chúng ta đang làm việc với những cái biểu thức khá là quen thuộc. Thầy nhờ bạn Tấn đi, Tấn có biết rằng cái số hạng này nó là gì không Tấn? L bình mà nhân omega bình là số hạng này ý nghĩa là gì? Nó là đại lượng nào mình đã học? L bình Tấn rồi, Tấn hay là Quân mới trả lời vậy? em đã là Tấn đâu rồi? em là thầy em cũng nói là thầy Cái số hạng này nó chính là ZL bình phương đấy. Như vậy có phải là biểu thức này U nó chính bằng ZL nhân cho Y không nào? Chúng ta đang biến đổi lòng vòng nãy giờ, thật ra chúng ta nhận thấy rằng là U0 bằng ZL nhân Y0 đó chính là biểu thức quen thuộc mà chúng ta học. Nhưng mà rằng là ở đây chúng ta có thể xem một cái mạch dao động LC nó như là một cái mạch RLC mà mình đã học. Chỉ có điều rằng là cái mạch này nó không có R thôi.
và omega của nó luôn sẽ là cộng hưởng. Bởi vì omega của mạch dao động LC bằng 1 trên căn bậc 2 của LC. Lúc này thầy đã hỏi là đây là cái hiện tượng nào mà nó là hiện tượng cộng hưởng. Và thì chúng ta có thể xem một cái mạch dao động lý tưởng là một cái mạch điện mà mình đã học ở chương điện xoay chiều, và cái mạch này đang xảy ra cộng hưởng, mạch này không có điện trở, do đó ZL và ZC là như nhau. Đúng chưa nào? Từ đây bạn Quân tính được là U0 bằng bao nhiêu đâu Quân? Quân đâu rồi? Y0 bằng 0,12 này. ZL tính xem là 50. 50 nhân 10 mũ trừ 3 nhân cho 2000. 100 này. ZL là 100 đúng không? Tính ra U là 12. U thì chúng ta sẽ bằng là 12V. Rồi, có U rồi chúng ta sẽ xử lý thôi. Khi mà Y của chúng ta người ta cho là bằng một nửa giá trị hiệu dụng nha các em. Một nửa giá trị hiệu dụng không? Tức là Y của chúng ta nó sẽ bằng Y chia cho căn 2. Chúng ta thay vào biểu thức trên đó. Thay vào biểu thức này này, biểu thức sau này này. Y thì bằng Y chia cho căn 2. Thì cái số đoạn thứ nhất bây giờ chúng ta còn lại là gì nào? Là Y chia cho căn 2 này rồi chia cho Y0 này. Tất cả bình cộng cho U là cái ta mà cần tìm 12 bình phương bằng 1. Mặt khác chúng ta có phải là cái Y0 này nó chính bằng Y nhân căn 2 không các em? Và là số hạng thứ nhất của chúng ta bây giờ nó trở thành là 1 trên cho 2 căn 2 tất cả bình. À, 1 phần 2 nhầm. Một phần hai tất cả bình cộng cho U trên 12 tất cả bình bằng 1. Từ đây chúng ta tìm ra U. Bạn Quân tính được bao nhiêu Quân? 3 căn 14 V. Chúng ta chọn đáp án là D. Nhưng mà một lần nữa chúng ta nhận thấy rằng là chúng ta có thể xử lý cái chương 4 này nếu mà chúng ta nắm được kiến thức của dao động cơ một cách bài bản. Hãy biết được hệ thức đầu đọc thời gian như các cái đại lượng vu pha này, hiểu biết sơ lược về mặt RLC mà nó học ở chương 3 thì rõ ràng là chương 4 không có gì là khó khăn cả. Câu 7 nó thuộc phần giảm tải rồi, kệ nó vẫn làm đi. Phần này có khi người ta cho không rõ nữa. Câu 8 mình giảm tải thì nhầm. Câu 7: trong mạch dao động LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là 1,5 nhân 10 mũ trừ 4 giây. Hỏi, thời gian ngắn nhất để điện tích giảm từ cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là bao nhiêu? Rồi, tới bạn Tấn rồi, mời bạn Tấn nào. Chị xếp đang làm ạ.
Nhân kết quả chưa? Hãy để ý, nếu chúng ta cảm thấy khó, hãy đưa nó về các cái đại lượng tương tự mình đã học ở giai đoạn cơ. Năng lượng điện trường là tương ứng với thế năng. Quy thì lại tương ứng với x. Và chúng ta đã có một bài khá là quen thuộc rồi. Có khỏe chưa? Thầy ơi, thầy giải đi thầy. Đi, các bạn nào comment cho mày. Đâu có ai còn nghe nữa thầy. Em làm sao ra không đi. Linh được đáp án là gì Linh? Chúng ta có năng lượng điện trường. E điện trường của ta này, nó là 1 phần 2 C U bình, hay là bằng 1 phần 2 Q bình chia C. Thầy cố tình thầy viết Q ra để chúng ta nhận thấy rằng là à, anh này có Q này, thì cái năng lượng tương ứng bên giai đoạn cơ của nó chính là thế năng. Bởi vì Q nó tương ứng với X mà các em, thì nó chính là thế năng bên giai đoạn cơ. Và thì bài toán người ta cho này, năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa, nó sẽ tương ứng với thế năng, nó giảm từ cực đại mà xuống còn một nửa, cực đại mà còn một nửa. Thế thì cái vị trí mà thế năng chúng ta còn một nửa là vị trí tương ứng với li độ bằng bao nhiêu các em nhờ? Bạn nào nhớ không? Tại vị trí là quy chia cho căn 2, do căn 2. Ừ, đúng rồi, chúng ta nhớ này, nếu ta không không cảm thấy cái phần quy nó khó quá, em hãy quy về x cho thầy. Thế năng giảm còn một nửa, mà chúng ta biết rằng là động năng cộng thế năng thì bằng cơ năng. Ban đầu thế năng của ta nó là cực đại thì nó chính bằng cơ năng, nó giảm xuống còn một nửa, thì lúc này cái phần một nửa nó chính là động năng. Và cái vị trí mà thế năng còn một nửa nó tương ứng với vị trí mà động năng bằng thế năng. Mà chúng ta đã biết rồi, cái vị trí này khá đặc biệt. Vị trí động năng bằng thế năng là vị trí nào? Nó chính là vị trí x bằng cộng trừ căn 2 chia 2a. Và là chúng ta vẽ đường tròn ra, cực đại là ở biên, thế năng cực đại là ở biên, giảm còn một nửa là chúng ta lấy bất kỳ ở vị trí này đi, thì vị trí này nó chính là căn 2 trên 2a. Vậy góc này là góc 45 độ. 45 độ thì thời gian nó sẽ tương ứng là t chia mấy đây? T chia 8. Theo giả thuyết của bài toán, t chia cho 8 thì lại bằng 1,5 nhân 11 trừ 4 giây. Vậy t của chúng ta
nó sẽ bằng 8 nhân 1,5. Chúng ta được là 12 nhân 11 trừ 4. Chà. Tiếp tục chúng ta quay lại chúng ta xử lý bài toán. Nữa, anh Phong nữa, làm lộn. Tranh thủ làm giấc mini rồi phải không Phong? Bạn Tấn làm T chia 12. T chia 12 làm cái gì cái Tấn? Rồi, bây giờ mà hỏi cho mình sẽ trả lời câu hỏi của bài toán này. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ cực đại xuống còn một nửa là bao nhiêu? Giảm từ cực đại xuống còn một nửa mà. Vẽ đường tròn lại một lần nữa thôi. Không có tiền chia xéo rồi. À, nhanh lại. Tiền chia xéo này. Cho mấy em làm lộ quá. Từ cực đại xuống còn một nửa. Một nửa là Q0 chia cho 2. Này thì bạn nào làm đường tròn mới quen rồi. Thật ra chúng ta cũng không cần phải vẽ nhưng mà thầy vẫn vẽ ra. Để không lại làm sai nữa, làm nhầm nữa. T chia 6. T chia 6 mà chúng ta có thời gian của mình á. Thời gian của mình là 12 nhân 11 trừ 4 giây. Mà T chia 6 thì chúng ta còn là bao nhiêu? 2 nhân 11 trừ 4 giây. Đấy, chỉ vậy thôi. Đáp án là A. Đó chưa? Có lẽ là khi chúng ta bắt đầu tiếp cận với những cái đại lượng này thì không biết là trên trường đại học chưa, nhiều bạn sẽ cảm thấy rằng là à, nó mới quá, nó khó quá. Nếu nó khó chúng ta không nhớ, hãy cố gắng ta quy về những gì mà mình đã biết. Nhất là lần nữa là x là đã tương ứng với q, y là đã tương ứng với v, thế năng thì nó tương ứng với năng lượng điện trường trong tụ điện, còn động năng thì sẽ tương ứng với năng lượng từ trường trong cuộn cảm. Mới thấy comment như vậy. Bữa giờ đánh tiếng lên học máy. Lâu nay Tùng vừa rồi không học à? Rồi không học lên trường làm gì? Rồi, ví dụ cuối cùng. Trong mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây có độ từ cảm là 50 mH. Tụ điện có điện dung là 5 microfarad. Nếu mạch điện có điện trở thuần là 11 trừ 2 ohm thì để duy trì dao động của mạch với hiệu điện thế giữa cực đại giữa hai tụ 12V thì phải cung cấp cho mạch một công suất trung bình bằng bao nhiêu? Cung cấp cho mạch một cái công suất trung bình bằng bao nhiêu? Bài này thì là một cái bài mà đã cho năm 2011. Như lúc nãy đã nói ở cái phần đầu bài, nếu cái mạch dao động của chúng ta mà không có điện trở thì nó sẽ là một cái mạch dao động điện từ lý tưởng. Trong mạch Q với Y nó sẽ biến thành điều hòa. Nhưng bây giờ trong mạch này nó sẽ có điện trở. Bạn Cường có biết là khi mạch nó có điện trở thì nó sẽ sinh ra hiện tượng nào không Cường? Cường. Phong, khi mạch mà có mạch LC mà nó có điện trở thì dẫn đến hiện tượng gì? Cường nhờ. Giảm dần cho tôi. Tắt dần thôi. Ở đây chúng ta có mạch LC, nếu không có điện trở nó là một cái mạch lý tưởng, nó sẽ dao động mãi mãi thôi. Nhưng mà nếu có điện trở thì bạn Tấn là trả lời đúng rồi. Nếu có điện trở thì khi có cái dòng điện chạy qua mạch, nó có điện trở cái mà, thì khi có dòng điện chạy qua mạch thì lập tức chúng ta biết rằng có nhiệt tỏa ra từ điện trở. Khi nó tỏa nhiệt từ điện trở thì rõ ràng là cái năng lượng của mạch của chúng ta nó sẽ mất đi. Và cái giai đoạn bây giờ nó không phải là cái giai đoạn điều hòa như chúng ta mới nhìn lúc nãy nữa, mà sẽ là giai đoạn tách dần, do cái năng lượng nó mất đi mà.
Nó như vậy để chúng ta hiểu rằng là để chúng ta duy trì được cái năng lượng của cái, để chúng ta duy trì được cái giai đoạn của mạch thì chúng ta phải cung cấp cho nó một cái năng lượng, nó phải đúng bằng cái công suất tỏa nhiệt trên R. Mà chúng ta có công suất tỏa nhiệt thì tuân theo định luật Joule-Lenz, B thì bằng Y bình nhân R. R đề bài đã cho rồi, chúng ta cần tìm Y thôi. Thế thì làm thế nào để chúng ta tìm Y trong mạch giai đoạn điện từ đây nào? Quân, làm thế nào để mình tìm được Y? Y hiệu dụng của mạch này B bằng U nhân Y nhân cos phi thầy. B này là B tỏa nhiệt mà, đừng đừng có nhầm chứ Linh, B tỏa nhiệt á. Cái mạch này là bây giờ để tìm Y á thì chúng ta có thể để ý này, mạch giai đoạn mà Y giết thầy U R bình cộng Z L được với C ta cảm được. Thì chúng ta dùng này 1 phần 2 L Y không bình bằng 1 phần 2 C U không bình ấy, mà cái đồng là C mà. Tại cố tình thành bôi đỏ này không? Điện dung C có rồi này, U không có rồi này, N có rồi này, vì sao mình không dùng biểu thức này? Từ đây chúng ta có Y không nó sẽ bằng căn bậc 2 của C chia L nhân U không. Thay vào tính nào, 0,12 là 0,12 ampere hả Linh? Dạ, Y không là bằng 0,12. Rồi, thay vào chúng ta có lưu ý Y này là Y hiệu dụng nha. Thì B của chúng ta ta sẽ bằng là 0,12 chia cho căn 2 tất cả bình và ta nhân cho 10 mũ trừ 2. Rồi mình tính xem tử bằng bao nhiêu nào. 0,12 bình chia cho 2. Chúng ta được là 77,2 nhân 10 mũ trừ 5 watt, tức là bằng 72 microwatt. Chúng ta chọn đáp án là B. Đấy, em rõ chưa? Tấn. Rõ thầy. Giờ hôm nay thì các bạn đều học đủ cả đúng không? Đây thì đánh dấu vào đây. Bạn nào bánh thì sẽ đánh dấu vào đây. Tuần 1, buổi 1. Quảng không biết là sao bật không trả lời mic Quảng.